JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, một cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DAC-X3 về với anh Đào Văn Nhàn ở Hải Dương ạ. Và bên em đang test cho anh nhé. Vâng, trước tiên là thay mặt công ty JK Audio cảm ơn anh Nhàn. Vâng, thì đây là cái đầu giải mã Epic Audio, mã là DAC-X3 đây anh Nhàn nhé, bên em đang test. Và đây là sản phẩm mới đập hộp ạ. Vâng, hộp của anh đây ạ. Và bên em tặng kèm dây rắc đầy đủ để anh kết nối nhé. Dây quang, cáp USB và một cái dây AV nữa ạ. Đây, vâng, em đã để sẵn đây để bên em tí sẽ bọc vào theo cái hộp của đầu giải mã Epic Audio, mã là DAC-X3. Vâng, thời đại công nghệ số, thời đại của nhạc số mà không có cái đầu giải mã Epic Audio DAC-X3 để giải nén những tín hiệu nhạc từ YouTube để cho nó được tái tạo âm thanh cao nhất hay nhất thì các bác nào một cái sai sót cũng khá là lớn thì chúng ta không nghe được cái giải âm hay tốt tuyệt vời thì chúng ta nên hỗ trợ thêm một cái đầu giải mã để nó tái tạo lại âm thanh. Vâng, thì nó rất là nhỏ đấy ạ. Vâng, nó chỉ trong lòng bàn tay nhưng để nó xử lý âm thanh thì cực kỳ là tuyệt vời bởi những công nghệ hiện đại. Và kết nối thì nó có hai hình thức kết nối, đó là ba hình thức kết nối, đó là kết nối cổng quang và kết nối cáp USB từ máy tính. Đây là cổng quang, chúng ta có thể kết nối từ đằng sau TV và một cái cổng tín hiệu 5.1 coaxial đấy ạ. Cái này thì cũng ít dùng, chỉ là chúng ta kết nối cổng quang và cáp USB. Và đây là hàng sản xuất tại Trung Quốc, made in China đấy ạ. Hàng chuẩn của nhà máy Epic Audio DAC-X3. Vì thế các bác yên tâm. Và bên em có dán tem công ty JK đưa bảo hành 1 năm cho anh nhé, đỡ một đổi 1 trong tháng đầu ạ. Vâng, chất âm thì chúng ta đang nghe từ cái đầu giải mã Epic Audio DAC-X3 đấy ạ. Dòng này bên em bán rất là nhiều vì nó chất lượng tốt, tái tạo âm thanh cao nhất, chúng ta nghe được cái giải âm tốt nhất. Vâng, cái này thì chúng ta mua không hề lãng phí một tí nào. Với nói chung là cái đồng tiền bỏ ra nó xứng đáng để chúng ta cảm nhận được chất âm mới, công nghệ và nói chung là sở hữu được những cái tinh túy nhất. Vâng, dây cáp bên em đã để sẵn đầy đủ đây ạ. Rồi thì bên em sẽ bọc lại vào trong hộp rất cẩn thận. Vâng, nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi ạ. Vâng, nhưng hiệu quả rất cao. Màu đen rất là đẹp, dễ phối ghép, dễ kết nối. Vâng, trước đây thì có một cái cổng phone, chúng ta có thể đưa cái jack của tai nghe vào đây. Và đây là volume của tai phone ạ. Cái này cũng ít dùng nhưng đây là cái tích hợp của nhà sản xuất. Chúng ta có thể nghe trực tiếp từ cái đầu giải mã này ra và tai phone chúng ta nghe cũng được ạ. Vâng, đây là hàng chuẩn loại 1 của nhà máy, vì thế các bác yên tâm, hàng chất lượng. Vâng, thì anh Nhàn nhé, hiện tại cái đầu giải mã Epic Audio Audio mã là DAC-X3 của anh hoạt động rất tốt ạ. Rồi, sau đây em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng. Vâng, sau cùng em chúc anh Nhàn và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Và đặc biệt cái này cũng có thể kết nối được với âm ly, kết nối được vang cơ, vang số, kết nối bất cứ một thiết bị nào mà có tín hiệu ra và chúng ta muốn lấy tín hiệu xuống một bộ dàn nào đó thì nó đều tích hợp được nhé. Nó là cái nổi trội của cái dòng Epic Audio mã là DAC-X3.